Xin được chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn đây là món canh khổ qua nhồi thịt, hoặc là còn gọi là canh mướp đắng nhồi thịt đấy. Cái món này nó rất là dễ ăn, nó hơi ngăm ngăm nhưng mà ăn rồi mới thấy quen, rất là ngon ạ. Thì nguyên liệu mình chỉ có 4 quả mướp đắng như này thôi, mà chọn cái quả nó to to, nó lây đều thì tí nó nhồi thịt nó dễ các bạn ạ. Mình có 200 g cái thịt nạc dăm ấy xay nhỏ, với lại 150 g cái thịt mọc. Cái thịt mọc thì người ta đã cho mộc nhĩ nấm hương vào đây rồi. Một ít hành khô, một ít hành tươi rửa sạch rồi lát nữa mình thái nhỏ. Nguyên liệu gia vị kèm theo thì có bột canh này, mì chính, Aji ngon, rồi hạt tiêu. Một chút nước mắm. Những quả mướp đắng này về mình sẽ rửa sạch đi, cắt bỏ hai cái đầu, rồi mỗi một quả này mình sẽ cắt làm 3 miếng. Sau đó thì mình lấy một cái cán của cái thìa đấy, mình khoét cái ruột đi. Nó dễ làm lắm ạ, vì cái quả mướp đắng này nó ít ruột lắm, mà nó lại mềm nữa, cho nên là mình cho cái chuôi thìa và mình khoét một cái thì được luôn. Cắt miếng như thế này thì khi mà nhồi thịt lên nấu thì nó dễ ăn hơn. Còn nếu mà để cả quả thì nhồi nó hơi khó vì nó quả mướp nó dài. Đây là cái số mướp đắng mình đã cắt ra thành từng khúc và mình moi hết cái ruột ra đây rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi mình sơ chế một số các cái nguyên liệu nhé. Như là hành lá này thì là mình rửa sạch và mình thái nhỏ ra để mình trộn vào cái nhân thịt. Bây giờ mình sẽ đi mình trộn nhân nhá, thì toàn bộ cái thịt nạc dăm xay này, rồi là thịt mọc mà mình đổ nó vào trong một cái nồi này. Tiếp đến là mình sẽ cho một số các gia vị mình chuẩn bị vừa nãy vào đây. Hành thái nhỏ rồi này thì mình cho khoảng là 2/3 để bớt lại một lát, để tí nữa mình nấu xong mình rắc lên trên cho nó đen. Mình chỉ cho thêm một xíu bột canh nữa thôi các bạn nhé, vì là ở trong cái mọc người ta xay đấy thì người ta xay đã có một chút gia vị rồi, mà cái món này thì người ta thường là ăn nhạt thôi, không ăn mặn đâu. Hạt tiêu rắc vào, hạt tiêu có thể cho quá một chút cho nó thơm cũng được bạn ạ. Mình cho thêm một chút nước mắm đây cho nó thơm. Cho một thìa bé xíu thôi ạ. Cho hết các gia vị vào đây rồi, bước tiếp theo là mình sẽ đi mình nhào cho nó đều lên. Thì có lẽ là mình phải đeo găng tay. Đây mình đeo găng tay vào để mình bóp cho nó đều ra và cho nó thật là nhuyễn vào. Cho cái thịt xay với thịt mọc với lại hành và các gia vị nó quậy đều với nhau thì nó sẽ rất là vừa ăn. Khi mà nhào xong như thế này thì một là các bạn có thể nhồi luôn cũng được, hoặc nếu không thì bạn để ở trong tủ lạnh hoặc khoảng 15 đến 20 phút cho nó có cái đàn hồi cơ bản một chút về cái thịt ấy.
thì lúc bây giờ mình nhồi lên thì nó sẽ không bị lỗ chỗ đâu. Bây giờ mình sẽ nhồi hết cái số thịt này vào trong cái miếng mướp đắng nhé các bạn. Khi mà ăn ấy thì là cái mướp đắng ở bên ngoài gọi là mướp đắng, ăn nó hơi ngăm ngăm ấy. Còn bên trong thì là những cái thịt ấy nó ngậy ngậy béo béo nữa, vô cùng là ngon nhá. Những quả mướp đắng này đấy, hoặc là ở trong miền Nam thì các bạn gọi là khổ qua. Mùa hè nóng thì có thể là thái thật là mỏng tang ra, xong là phơi khô rồi là nấu nước uống, rất là tốt cho những người bị bệnh huyết áp cao. Có thể là, hoặc là các bạn có thể chế biến bằng cách là các bạn thái thật mỏng tang ra, xong xào, khi gần chín thì là đập trứng, đổ trứng vào làm mướp đắng xào trứng là như thế đấy ạ, ngon lắm. Hoặc có thể là các bạn thái ra các bạn ăn ghém, nó hơi cứng cứng mà nó giòn, rất là thơm ngon ạ. Nhưng mà cũng có người là không ăn được mướp đắng đâu ạ, nó vì nó hơi hơi có cái vị ngăm ngăm. Đây, cái số mướp đắng mình đã nhồi xong hết vào đây rồi nhá. Thì bước tiếp theo nữa là mình sẽ đi mình chế biến. Nhìn những miếng mướp nhiều thịt trông đã thấy ngon quá rồi. Trước khi đi nấu canh lên thì những cái củ hành tím mình vừa bóc vỏ xong rồi đấy nhá, thì mình sẽ thái nhỏ hết ra. Thái ra để mình phi lên cái nồi mình cho nước mình nấu. Thái hành xong thì mình cho cái nồi lên trên bếp, mình bật bếp lên và mình chỉ cho một xíu dầu thôi, cho nó già cái dầu đi, sau đó là mình sẽ cho hết cái hành tím mình vừa mới thái vào đây. Mình phi cho nó thật thơm lên nhé. Thì sau đó là mình cho nước vào, thì tùy theo gia đình là bạn ăn nhiều nước thì cho nhiều, mà ăn nó vừa sệt sệt thì cho vừa phải thôi. Hành thơm rồi, hành đã vàng rồi đây. Khi mà phi hành nó đã vàng và nó rất là thơm rồi thì mình sẽ cho nước vào đây. Chỗ này mình đổ khoảng 700ml nước đó. Tùy gia đình các bạn ăn nhiều thì cho nhiều. Sôi lên nhé. Các bạn cho thêm một xíu gia vị vào cái nước này để cho nó ngấm vào cái mướp, cho nó vừa ở cái vỏ bên ngoài đấy. Những cái miếng thịt ban nãy mình nhồi không hết, mình viên viên lại rồi mình thả nó vào đây. Thế khi mà nước sôi lên đấy thì là mình sẽ thả hết cái chỗ mướp đắng mình vừa mới nhồi thịt xong vào đây mình nấu lên. Khi mà cho mướp đắng hết vào trong cái nồi này rồi thì mình sẽ đậy vung vào, mình đun cho nó chín. Đun cho nó chín, đun một lúc cho nó sôi rồi mình lật đều các cái miếng mướp này lên. Mình có thể múc cái nước này mình dội lên những các cái miếng ở trên cùng mà khi mà nó không được ngập nước ấy, thì mình dội nó lên để cho nó nhanh chín. Chỉ một loáng thôi thì là mình sẽ được một cái nồi canh mướp đắng nhồi thịt vô cùng là ngon và hấp dẫn. Mà các bạn đun nó vừa thôi nhé, thì khi mà ăn ấy nó có cái cùi của cái quả mướp đắng này, nó hơi giòn giòn nhé. Còn nếu mà các bạn thích ăn nó nhừ nhũn quá thì bạn đun kỹ thêm một chút.
làm sao mà cái màu của cái quả mướp đắng này khi mà mình nấu lên xong nó vẫn hơi có cái màu xanh xanh như thế này, hơi hơi ngả sang màu vàng một tí, nhìn nó sẽ rất là đẹp và hấp dẫn nhé. Như vậy là cái nồi canh mướp đắng nhồi thịt của mình đã chín rồi đây. Bây giờ là công đoạn chỉ việc xúc ra bát rồi ăn thôi. Nó cái nước của nó thì có thể chan cơm này. Còn cái những cái miếng mướp đắng nhồi thịt này bên ngoài thì là mướp, là rau, bên trong là thịt, là chất đạm rồi. Chỉ cần một bát canh như thế này là mình đã có đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn rồi ạ. Mà chỉ ăn đến 3 miếng là đã thấy ngán rồi. Mình mà mua về mình làm ở nhà nhá thì nó rất là tiện và nó ngon các bạn ạ. Cái thịt mình làm ấy, mình mua cái thịt nó ngon. Còn ở quán ấy mình chỉ sợ người ta cứ cho cái thịt pha tạp bị gắp hết những miếng mướp đắng lên bát này rồi là mình sẽ múc nước vào. Rồi là bên trên thì mình rắc một ít hành lên, hoặc là cho quả ớt vào cho nó đẹp. Như vậy là mình đã giới thiệu xong các bước để chế biến một cái món canh gọi là canh mướp đắng nhồi thịt, hoặc là canh khổ qua nhồi thịt. Các bạn gọi bằng cách nào cũng được. Bây giờ thì mình xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.